thì các bạn sẽ làm được các ý thêm trước thêm sau hoặc là thêm đầu thêm cuối, được chưa ạ? Đấy nhá, thì thêm nó chỉ có bằng bằng cái vị trí đó, thêm thêm trước thêm sau, thêm đầu thêm cuối, hoặc một bài nó khó hơn là thêm vào một cái vị trí bất kỳ nào đó, nhiều vị trí bất kỳ, ví dụ thêm vào sau sinh viên thứ gì đấy chẳng hạn, à, sau sinh viên có điểm cao nhất chẳng hạn như vậy, được chưa? Đấy, hoặc là thêm vào sau sinh viên gì gì đó, thì đấy là những cái vị trí mà mình phải tự tìm ra. Đấy, thì vẫn, nhưng quan trọng nhất nó vẫn quy về cái bài là tìm thêm vào vị trí, được chưa ạ? Tôi lấy ví dụ đây là vị trí K này. Như vậy đây là không nhá, đây là một này, đây là hai này, đây là ba này, đây là bốn này, đây là năm này. Thì xuống cái này sẽ đây sẽ là sáu đúng không? Đấy. Như vậy là bảy này, tám này, chín này, hai này, ba này, năm này, ví dụ như vậy. Đây là bảy này, tám này, tôi thêm vào đây đúng không? Đây sẽ phải là 9 này, 2 này, 3 này, 5 này. Ví dụ tôi thêm x của tôi sẽ là gì đấy? Vị trí như vậy, k của tôi sẽ bằng 2. Được chưa? Và x của tôi ví dụ là bằng 10 chẳng hạn như vậy. Như vậy before tức là trước khi thêm thì là cái mảng như này, sau khi thêm cái mảng như này. Được chưa ạ? Đấy. Vậy thì các bạn thấy rằng là từ đầu đến từ 0 đến 1 này là gì đấy, là không thay đổi gì cả và nó bắt đầu thay đổi từ gì đấy? Từ cái vị trí k này đi. Đúng không ạ? Đấy. Thì các bạn thấy rằng cái ca sau rồi này, được chưa? Cái ca sau này thì bằng cái ca trước đó, tức là sau vị trí cái là cái phần tử mà sau ấy, được chưa? Ở cái bảng bảng sau khi thêm ấy thì là ở vị trí trước đó, và cái vị trí ca vị trí mà mình cần phải thêm này thì bằng chính cái gì đấy, cái vị trí 10 này, được chưa? Vậy thì mình sẽ viết ra thôi, mình sẽ viết ra, mình sẽ mô tả được cái này, được chưa? Tôi sẽ viết dưới này đúng không? Thì bạn thấy rằng gì, sau cái phần như vậy n của tôi đã sẽ là bằng 6. Đúng không? N tôi bằng 6 nhá. 0 1 2 3 4 5 6, vậy n tôi bằng 6. Và tôi thấy rằng A6 này. Đấy thì sẽ bằng gì đấy? A6 của bước trước đó thì sẽ bằng A5. Đúng không? Tức là bằng bằng 5. Đấy và tức là bằng A5. Được chưa? Tương tự như vậy A5 của sau khi thêm ấy thì sẽ là bằng A3. À, bằng 3 và bằng gì? Bằng A4. A4 của bước trước đó. Đấy. A4 thì sẽ bằng A3. A3 của bước trước đó là gì? Là 2. Đúng không ạ? Là 2. Đấy. Và cuối cùng sẽ là A3 thì sẽ bằng 9. Và sẽ bằng gì đấy? Bằng A2. Đấy. Sau đó thì A2 của tôi ấy, thì sẽ bằng x bằng 10, có nghĩa là bằng x. Đúng chưa? Đấy. Như vậy tôi tìm được cái quy luật như thế này. Đúng chưa? Còn từ 0 đến 1 nó không thay đổi giữ nguyên. Đấy, đấy là sau khi mà mảng thêm vào. Thì từ đây bạn sẽ viết được code đúng không? Đấy. Từ đây thì bạn sẽ suy được là gì? Bạn sẽ phải viết một cái hàm. Được chưa? Thì bạn thấy rằng gì? Cái hàm của tôi sẽ trả về là một mảng số, một mảng à một thì đấy một con trỏ số, một con trỏ gì, một con trỏ số à một à, một một mảng động, được chưa? Vì sau khi thêm thì đã phải thay đổi đúng không nhá, sau khi thêm thì cái số phần tử của mảng sẽ thay đổi. Như vậy cái này vẫn là in, cái này vẫn là sao A, và cái in này n này sẽ phải bị thay đổi đúng không, vì sau kết thúc cái hàm này thì n phải tăng lên là gì đấy, tăng lên là 7. Được chưa? Đấy, tức là ban đầu n của mảng của tôi cùng có 6 phần tử nhưng n bằng 6, nhưng sau kết thúc cái mảng này thì n phải tăng lên là 7. Như vậy có nghĩa là cái n đã được thay đổi. Được chưa? Chính vì vậy cho nên mình phải truyền tham chiếu. Được chưa? Thế thì các bạn thấy rằng cái mảng này thì làm sao? Mình sẽ for từ đâu đến đâu? Nhìn chỉ số thì bạn thấy là mình sẽ for từ đâu đến đâu đây? Từ y sẽ bằng n đúng không? Đấy, và trong trường hợp mà y còn lớn hơn gì? Các Lớn hơn gì cả lớp? cộng Lớn hơn, lớn hơn k. Lớn hơn k tức là lớn hơn hoặc bằng k cộng 1. Vì k của mình bằng 2 đúng không? Thì nó phải lớn hơn 2, thì nó sẽ đến gì đấy? Đến 3 thôi. Đúng cả lớp. Và cái y này sẽ trừ đi. Đúng không? Đấy. Và bạn thấy rằng thì trong trường hợp này thì a gì? Ai đấy thì sẽ bằng của cái ai trừ một đúng không, đấy của ai trừ một đúng chưa, đấy là công thức mình ra.
Như vậy AI thì bằng AI trừ 1, A5, A6 thì bằng A5, A5 bằng A4, A4 bằng A3 và A3 thì bằng A2. Được chưa? Đấy. Với điều kiện là Y này phải lớn hơn K. Đấy, có nghĩa là Y lớn hơn 2 này. K là 2, như vậy nó bắt đầu là từ N tức là từ 6. Được chưa? Và Y lớn hơn K tức là Y lớn hơn hơn 2. 2 là cái vị trí mình cần chèn vào. Được chưa? Đấy. Và ra khỏi vòng nạp thì sao? Thì cái AK của mình ý, được chưa? Là cái vị trí K của mình ý, chính là bằng X. Đấy, thì đấy chính là cái đoạn code của mình. Và mình sẽ return ra A. Được chưa? Thì đấy là cái đoạn code từ cái suy diễn diễn giải. Đấy, thì các bạn sẽ suy được cái đoạn code như sau. Đấy, và đồng thời mình phải tăng gì đấy? Tăng N lên cộng. Thì đấy chính là đấy, thì bạn thấy rằng diễn giải ra thì các bạn thấy có đúng như vậy không? Đấy, đúng ra là gì đấy? Đấy, diễn giải ra nhé. Đấy, thì có phải các bạn thấy là gì? Là Y từ 6 cho đến đây, từ 6 cho đến 3. Đúng không? Thì có phải đúng là cái đoạn code này không? Đấy, từ 6 cho đến 3 và AI thì bằng AI trừ 1. Đấy, thì chính là cái đoạn code của cái phần này. Và N đương nhiên bắt đầu là từ 6. Được chưa? Còn cái đoạn là gì đây? Là AK bằng X thì đấy chính là A2 bằng X, tức là bằng 10, chính là bằng X. À, kết thúc cái này thì đương nhiên là lúc đấy N nó phải tăng lên là N bằng 7 rồi. Được chưa? Như vậy lúc đấy là tăng lên N và return lại A. Đấy, thì đây chính là cái đoạn code. Okay, đấy là cái cách tư duy để mình suy ra được cái đấy, cái đoạn code để mình gì đấy, để mình chuyển nó thành chương trình. Được chưa? Đấy. Thì các bạn giữ cho tôi, đây là cái ý tưởng và đây là cách xây dựng như thế, đúng không ạ? Đấy. Bạn tôi bài insert này và các bạn làm cho bài insert về sinh viên. Được chưa? Thì các bạn cứ làm luôn cho tôi là sinh viên và thêm một vị trí K. Được chưa? À đây, quên mất, chỗ này phải có thêm cái gì nữa, quên mất. Chỗ này phải có thêm tham số K vào đây. Đầu vào phải có K nữa, đây bổ sung thêm đây thôi nhé. Phải in K, tức là vào vị trí nào, đúng không ạ? Vị trí nào. Đấy. Và X, in X. In K, in X. Tức là ở đây cái tham số của mình có gì đấy? Có X này, có K này, có A này. Được chưa? Có N này. Đấy là trong cái thân hàm của mình nó có 4 tham số như thế. Còn cái chỉ số Y là mình sẽ vào đây mình mới khai báo. Được chưa? Còn cái này đây là tham số truyền vào. Tại vì K mình phải nhập, N mình phải nhập. Đúng không? À, X mình phải nhập. Mình phải nhập vào vị trí K. Mình phải nhập vào số X cần chèn vào. Đấy, cho nên nó chính là tham số phải đưa vào trong hệ thống. Được chưa? Đấy. Các bạn hiểu được bài này chưa? Hiểu chưa cả lớp? Ừ. Rồi đấy, các bạn có thể chụp cái bài này vào. Sau đó các bạn ngồi các bạn code cho tôi cái bài số 4 trước nhá. À, bài của session 4 trước. Sau đó thì từ cái bài session 4 này mình sẽ quay về, mình sẽ sửa tiếp cái bài bên cái phần section 5. Được chưa? Đấy, các bạn có thể chụp cái code này vào đi, chụp cái hướng dẫn này vào để các bạn làm các bài sau. Để về nhà các bạn tự các bạn gì đấy, theo cái tư duy này các bạn tự các bạn sẽ biết cách bạn viết được cái đoạn code gì đấy, thêm vào vị trí cuối, được chưa, thêm vào đầu, thêm vào một cái vị trí bất kỳ trước K hoặc là sau K. Đấy, ví dụ đề thi của tôi sau này tôi chữa cho các bạn cái bài K này, vị trí K này, nhưng tôi hỏi thi, tôi đề thi bạn bốc phải có thể là gì đấy, là chèn vào trước K hoặc chèn vào sau K, hoặc chèn vào đúng vị trí K, hoặc là chèn vào đầu, hoặc là chèn vào cuối. Được chưa? Đấy, thì đấy là cái vị trí mà sẽ chèn. Được chưa? Đấy, hoặc người ta lại có hỏi câu là gì đấy, hãy chèn vào phần tử lớn nhất và sau phần tử lớn nhất trong mảng. Thì thực chất mình phải biết được cái vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng là phần nào, thì chính là mình vẫn phải biết được cái vị trí K. Được chưa? Đấy. Thì thực ra người ta có rất nhiều cách hỏi, được chưa? Nhưng quy về vẫn chỉ là cái bài là chèn vào vị trí nào, được không? Đấy. Tức là mình phải biết được vị trí để mình chèn, được chưa?
Rồi. Tôi dừng xe nhé. Đã chụp màn hình kiểm tra. Thấy đẹp giả man chưa? Cái con màu đỏ này đẹp quá hay là để anh lái người ta? Sữa. Con màu đỏ này thấp quá, nào không đi sớm. Em, cái này đi. Quần nó của anh á. Rồi, con này bán cho mọi người giá 8k. 8k chạy xuống thoại, có một con áo thun siêu đẹp màu đỏ nha mọi người ơi. 8k chạy xuống thoại nha. 8k nha mọi người ơi, con này chỉ 8k thôi, con này thì lại là size L. Size L nha cả nhà ơi, 8k kèm xuyến thoại có đơn cho con này. Đóng cửa lại đi em ơi. Thả tim đi mọi người, thả tim cho Lâm đi để mình không bị ảnh comment nha. Mọi người nhớ là phải thả tim cho Lâm để không bị ảnh comment đó. Chứ không là bị ảnh comment nha cả nhà ơi. Con này Lâm xin phép bán cho mọi người giá 8k. 8k kèm xuyến thoại có đơn. À, rút cái cục sạc đó chán rồi là con 8k chốt luôn thôi hả? 8k chốt luôn nha. Từ từ cục thời gian anh ra rồi cái này lên cho Lâm mã là 8k tiền xuống nào có đơn rồi chốt đi 8k. Ờ, 8k mình chốt cho bạn điện thoại là 0374325012 ạ. Lên cho mọi người một mã cùng tay. Ui chù chạp cái cùng tay này đỉnh. Đỉnh có chốt luôn. Quần tay rất đẹp cho cả nhà ơi. Một cái con quần tay này nó có hai cái đai cho mọi người này. Thấy đẹp không? Con này làm bán cho mọi người giá là 26k. 26k kèm xuống thoại một con quần tay. Con quần tay này là size S. Bạn nào size S hãy chốt. Còn bạn nào size M, size L nhường lại cho mọi bạn size S nha. Không dành cho cả nhà, dành rồi cuối cùng dặn về không vừa nữa là không được nha. Rồi con này 26k kèm xuống thoại size S cho cả nhà ơi. Size S nha. Con này không dành nha cả nhà ơi, bạn là size S hãy comment cho Lâm nha. Bạn nào size S hãy comment cho Lâm. Còn bạn nào mà size M, size L đừng comment. Tại vì bọn mọi người dành sau cuối cùng việc mà không vừa là uổng nha cả nhà ơi. Con này 26k kèm xuyến thoại size S. 26k cả nhà ơi, bình luận lên cho Lâm đi, tương tác cho Lâm này, cách thả tim cho Lâm nha. Mọi người ở chỗ này nè, nó có cái nút thả tim, mọi người chỉ cần thả tim cho Lâm là sẽ được. Thả tim càng nhiều càng tốt, cả nhà ơi bấm kịch liệt lên. Ơi, bấm thả tim lên, thả tim thả like gì đó, thả tim thả like gì cũng được luôn nha, cứ thả tim thả like cho Lâm đi. Ông mẫu shop đẹp trai quá ok.
Rồi tiếp tục nè, bám đi em, 26 ca. Dạ rồi, mình xin chốt 26 ca cho bạn. 26 ca mình chốt cho bạn hàng băng ở số điện thoại là 0869799733 ạ. 26 ca cho bạn hàng băng nhá. Lại là một con sơ mi phối nửa trắng nửa sắc, đúng không? Nửa đen nửa sáng, siêu đẹp nè mọi người ơi. Con này là size S luôn. Trời ơi, hôm nay mấy bạn là size S được tổ độ sao á, toàn là size S luôn á. Rồi con này size S cho cả nhà ơi. Size S thì là dưới con này Lâm nghĩ dưới 70kg vừa. Để lại cho Lâm mãi là Lâm xin phép bán cho mọi người giá là 19k có chưa? 19 rồi em, 18. 18k cả nhà ơi. Cái này 18k trên xứ ngoài cho Lâm. Cái này 18k nha cả nhà ơi, 18k Lâm xin phép bán cho mọi người giá là 18.000 thôi cả nhà. 18k kèm xứ ngoài có một con xe S nha, con này dưới 70kg là mặt đẹp nha cả nhà ơi. Rồi 18k kèm xứ ngoài, trời ơi đẹp lắm, con xe mi này bữa nay toàn là đồ đẹp luôn á. Mùi nào 18k nha cả nhà ơi. 460 view rồi mọi người ơi, lên cho Lâm 500 view đi cả nhà. Nhảy lên 500 view đi cả nhà ơi. Rồi mấy bạn mới vô, mấy bạn mới vô nhớ là mỗi bạn thả tim cho Lâm càng nhiều càng tốt để không bị ảnh comment. Đây chỗ này nó có cái này, này nó có chỗ trái tim này, chỉ cần bấm trái tim lên cho Lâm là đã là mọi người đã tương tác với Lâm rồi nha. Để Lâm qua được bao nhiêu người thả tim cho Lâm rồi. Rồi, bán luôn đi em, tiếp tục. 18k, 18k mình xin chốt cho bạn. Đinh Thưởng, số điện thoại là 0963797201 ạ. Đó rồi, cái con này mới gọi là em chốt cho sáng được không ạ? Đồ hôm nay toàn đẹp luôn á. Trời ơi, cái con này cả nhà. Twitter này đang bán cho mọi người giá là 550. 550 đó cả nhà ơi. Bây giờ Lâm xin phép bán cho mọi người giá là 5k kèm xuống rồi. Chờ luôn, 5 rồi. Lâm định biểu là mọi người lên giá là 5.500 mà thấy là phiền phức quá. Thôi 5k đi cả nhà ơi. Con này Lâm xin phép bán cho mọi người giá 5k kèm xuống rồi. Mọi người phải nhanh tay con này đó, cho Lâm đứng 30 giây. Để cho mọi người comment toàn nhiều toàn tốt. Thảo nó sẽ chọn ngẫu nhiên ra một người liền nha. Chừng mà Lâm nói là chọn đi Thảo mà mọi người mới comment là đã trễ rồi đó mọi người. Chứ không phải là mọi người chờ Lâm nói là chọn mọi người mới bắt đầu comment nha. Phải comment liên tục. Lâm sẽ nói bất kỳ lúc nào đó. 500 view mọi người ơi. Nhảy lên 500 view cho Lâm đi. 475 view. 475 view à. Bạn nào viết được cái phần thêm rồi? Tôi vừa hướng dẫn. À, nó phần này mình viết được rồi. Rồi, con này là 5.000 thôi nha cả nhà ơi. Con này chỉ có 5.000 thôi. Rồi, con này 5.000 siêu xuất sắc. Rồi, hiện tại là mới được có 640. Quốc Hưng viết được chưa? Quốc Hưng có trong đấy không? Chưa. Bạn Hoàng Sơn. Hoàng Sơn có trong lớp không? Hoàng Sơn là tắt mic tắt cam này.
Dũng là Quản Việt Dũng. Dũng làm được chưa? Dạ em vẫn chưa làm được. Em vẫn đang làm. Cái phần thêm cơ mà. Phần thêm của cái bài bài gốc cơ mà. Dạ vâng ạ. Của bài gốc là cái bài 4 đấy thầy. Cái bài ừ, bài 4 đấy á. Bài 4 đấy chứ. Rồi từ bài 4 đấy thì mình phát triển bài kia được. Em thế để em xem ạ. Ờ thế Dương xem đi. Thế màn hình em chưa thầy? Em thấy rồi. Đây ạ. Từ bài gốc này. Thầy phần thêm. Mà để em để 4 4 biến mơ. 4 tham số. Thì đây giống giống 4 tham số là gì tên A. Em sửa cái em sửa SC thành N đi cho nó thuận. Đây là phần rồi rồi thầy nhìn thấy rồi, em sửa cái SC thành N đi. Cái bên trên đi. Nó thuận. Mà em để là SC rồi thì thôi tùy em, không quan trọng lắm. Em để SC cũng được, tùy các em, các bạn tự xay thôi, em để lại cũng được, chẳng là sao cả. Rồi, em kéo lên trên đi. Em kéo lên trên cái cho phần thêm. Cái này thêm thì là sẽ thêm một cái vào rồi đúng không? Thực chất chỗ này không cần để for nữa này, cái 49 và ấy, à không cần phải mở nó ngoặc nữa cho chương trình nó đỡ rối. Nó có một lệnh thì thôi. Đúng rồi, tức là sao A cộng Y bằng sao của A cộng Y trừ 1 vì mình đã chuyển thành gì đấy con trỏ đúng không? Rồi B, K, đấy là nửa nọ nửa kia rồi. Sửa đi. Cái dòng 50 sửa đi. Chỗ này thì... Cộng K. Đúng rồi, cộng K. Được rồi. SC tăng lên rồi return A, ok em chạy đi. Ừ. Là sau 3 đúng không? Vì là nó vẫn lấy từ cái xóa ở trên. Vâng. 0, 1, 2, 3 chèn vào 3 rồi okay, chèn vào cái vị trí 16 rồi ok, được rồi. Nhân như vậy các bạn nhìn thấy tôi này. Thế bây giờ bạn Hoàng sẽ gửi cái đoạn code này vào cho, à bạn Dương sẽ gửi cái đoạn code này vào trong Zalo nhé. Sau đó thì các bạn sẽ dựa vào, đóng vào đi, đóng cái phần chạy này vào. Thế bạn dựa vào cái phần cái phương thức S của bạn ấy, biết là phương thức S đấy. Bạn sẽ viết cho tôi cái phương thức S của cái bài, các bạn chuyển nó thành cái phương thức S của cái bài section 5. Được chưa? Và vẫn vào vị trí K trước ạ. Được chưa? Tôi để 5 phút các bạn chuyển, sau đó tôi sẽ nếu không làm được thì tôi sẽ hướng dẫn tiếp. Em thầy cho bạn Trung Tiến đang ở phòng chờ vào đi ạ. Thầy chào rồi. Rồi tôi để 5 phút để các bạn đấy chuyển cái bài đấy, chuyển cái phương thức này thành cái phương thức của trên con chương
đồ này nó sale như thế rồi thì ở cửa hàng nó có được sale như vậy không? Thì 90% các hàng trên line mình like đều được sale toàn bộ cửa hàng hết. Và trừ khi có những cái nào mà mình bảo là chỉ nhận đơn online thì mình sẽ chỉ nhận đơn online nhá. Còn lại thì anh em cứ đến cửa hàng bình thường. Và hiện tại bây giờ thì hoodie và sweater cũng như là các loại áo khoác đang rất cháy hàng các bạn ạ. Cực kỳ cháy hàng luôn. Thế là nhà mình phải luôn luôn cập nhật cho anh em về hàng mới mỗi ngày luôn mọi người ạ. Đấy. Nhá. Nên là hai ngày cuối tuần ấy sẽ là Black Friday bắt cuối. Lần cuối cùng chỉ áp dụng đúng duy nhất 2 ngày là thứ 7 chủ nhật thôi. Và cũng là cái đợt sale để cho các bạn săn hàng của cái gì nhỉ? Của Giáng sinh đợt tới. Ok cho anh em. Ui anh em comment nhiều quá, mình còn không kịp đọc bình luận của mấy bạn ở trên cơ. Các bạn ấy hỏi cái gì ấy. Tí nữa nhá, đến mạng thứ 10 này, thứ 15 và thứ 20 thì mình sẽ ghim lại số tài khoản của mình. Ok cho anh em, mình sẽ ghim lại số tài khoản nhá. Thế là anh em chỉ việc ấy thôi, đặt hàng thôi, chiến thôi đúng không? Hey trời ơi, nó lại là được của nó luôn. Các bạn cố gắng nhá, comment cho mình nhiều lên. Tầm gần 10 phút thì mình mới tặng cơ. Mọi người comment đi. Không phải ngại gì đâu, cứ comment thật là bốc lửa nhiệt tình lên, hết mình lên. Ủa anh sao mình vừa nói xong các bạn comment máu thế? Mình ấy ghim được vài bạn rồi, nói chung là tí nữa mình sẽ quay 5 bạn sẽ được nhận chiếc áo mà mình đang mặc trên người đây. Hy vọng là 5 bông này thì đều đã chia sẻ livestream rồi. Cứ nói chung là cứ ai mà có logo người chia sẻ livestream thì là được ưu tiên. Đây này, áo hơi bị xinh đấy. Các bạn nhìn chưa? Nhưng mà tí nữa ấy, đến lúc mà săn sale ấy, thì nhớ nhanh tay nhá. Không là thôi đấy. Đúng còn đúng cái niềm tin. Áo quá đẹp luôn. Ui ôi, hôm nay em nhận hàng rồi đẹp quá Xúc ơi. Ok Tú Anh nhá. Duyên Trần. Shop có sale. Cái gì đây? Shop có sale trực tiếp ở cửa hàng không? Với giá này không có chứ. Bạn ơi 90% đồ mà. 90% nhá. Ok nhá, chọn chưa? Mấy phút rồi? 15 giây cuối cùng đi. Anh em comment thì mình chia sẻ lên trang cá nhân mình phát. Thi thoảng ngồi vui vui phải chia sẻ lên các bác ạ. Đấy, nhìn cho nó phấn khởi đúng không? Ai ngồi không chia sẻ livestream này không được. Nhanh tay. Nhanh tay không là còn đúng cái niềm tin này. Đây nhá, chọn luôn này. Ghim được vài bác rồi. Mình đã chọn được vài người rồi. Đây này, mình sẽ chọn luôn. Đợi mình một tí. Gửi đăng gửi cho. Check tin mấy cái thông tin để ghim tên các bạn lên. Anh em nhìn nhá. Bắt đầu chọn này. Hồi hộp thế nhỉ? Các bạn đợi tí nhá, mình vào đây comment cho nó chuẩn. Đây này các bạn nhìn mình quay nhá. Mình bắt đầu quay này. Nhớ nhá, 2 ngày thứ 7 chủ nhật của chúng ta là 2 ngày sale, gọi là sale để đón Giáng sinh là một này, và thứ hai là kiểu Merry Christmas ấy, và thứ hai là các bạn đến cửa hàng trực tiếp thì nó sẽ là cái đợt gọi là tri ân và gia hạn thêm cho Black Friday. Chắc chắn lần này sẽ là đợt cuối cùng rồi anh em nhá. Đấy, chỉ có đúng 2 ngày cuối tuần thôi, là anh em đến càng sớm càng tốt nhá. Bây giờ bắt đầu vào chương trình nào. Ui giời ơi, chết rồi, sao tự nhiên mẹ lại mờ mờ ấy nhở. Bắt đầu nhá. À đây, nét rồi. Anh em nhìn này, sale lớn kèm số thoại này mới vào thả cái mặt cười lên đây. Ui giời ơi, quả đào con gà rồi bông hoa các kiểu này. Bắt đầu nhá. Shop ở đâu vậy? Bên mình có 2 cơ sở các bạn ạ. Là ở bên Hoàng Ngân, Cầu Giấy nhá. Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy và Tôn Đức Tùng, Đống Đa, Hà Nội. Đều ở Hà Nội hết. Thì mọi người có thể lên phần giới thiệu giúp mình để xem địa chỉ của shop. Và anh em có thể đến trực tiếp cho mình nhá. Trong 2 ngày sale là thứ 7 chủ nhật, bắt đầu là ngày mai và kết thúc là ngày kia. Đúng 2 ngày cuối tuần cho anh em, quá tiện đúng không? Chọn nhá, shop cháy quá. Ok bạn nhá, bây giờ mình bắt đầu chọn này. Comment nhiệt tình lên. 5 bác được nhận chiếc áo này nhá. 1 2 Ai đây? Nhiều bác thả để icon hết chả biết đâu một lần luôn này. Ui giời, ui giời. Đây đi. À đây. Ui giời. Bạn này là bạn Thanh Dương. Các bạn nhìn cho mình này. U là trời. Ui giời. Từ đã. Ui cái gì đây? Này, quả icon comment máu thật sự. Bạn này là bạn Thanh Dương nhá. Đuôi số thoại là 9472. Bạn này thì là có ui có 3 cái logo cơ. Logo fan cứng cộng 1 này. Chia sẻ livestream là 33 lần này. Và người theo dõi thâm niên 1 năm. Bạn này là khách mới của nhà mình rồi đúng không? Ok, tặng luôn Thanh Dương nhá, bạn đầu tiên. Bạn thứ hai ngay phía dưới là bạn một bạn nữ nhá. Là
Hoàng Thanh Loan, Hoàng Thanh Loan đuôi số điện thoại là 4739. Bạn này thì để mình xem nào, logo. Bạn này thì chỉ có, ô bạn này không có logo chia sẻ livestream à? À đây, đây, nhầm. Đây, bạn này là có hai logo này. Logo chia sẻ livestream là 48 lần và người theo dõi, đây là người theo dõi là khách mới đúng không? Áo chất quá shop ơi. Úi giời ơi. Cái này là đầu like là mình tặng cho 5 bạn nhá. Nhưng mà đến mình nói thật với mọi người đấy là nhiều khi ấy, cái hàng tặng ấy nó thật sự là phải may mắn các bạn ạ. Hy vọng nhận được à. Ừ, nhiều khi nó là may mắn nhưng mà cái quan trọng ấy là các bạn làm sao săn sale được cơ. Cái săn sale này thì nó gần như là đến, nếu mà các bạn phải thật sự là gọi là sát sao theo dõi qua livestream và cố gắng làm sao mà săn sale được thật là máu thì gần như là 99% hàng nó về tay các bạn. Mặc dù là giá sale mình để rất rẻ nhưng mà đấy, chính vì để rẻ như vậy cho nên là đơn nó cứ bị kiểu quá tải, nó bị nhiều á mọi người. Chọn tiếp nhá. Chọn tiếp nhá mọi người nhá. Bắt đầu này. Úi dồi, hoa lá cành các kiểu này. Bắt đầu nhá. 1 2 và đây. Ngay bạn đầu tiên luôn đi. Đấy nhá, bạn này thì là ui, tim tủng này. Rất nhiều tim luôn. Bạn này là bạn Hoàng Đức Anh, đuôi số điện thoại là 7748. Bác này thì là có hai logo, là logo người chia sẻ livestream 59 lần và theo dõi mức quan trọng. Người theo dõi mức quan trọng. Ok, cái logo này mình vẫn chưa hiểu lắm là như nào nhỉ? Là người ta chỉ theo dõi mình thôi à, chứ người ta không like đúng không? Hay như nào? Tiếp nhau một bạn nữa này. À, nó mình chuyển đi rồi. Là bạn Phan Thùy Trâm. Phan Thùy Trâm một bạn nữ nhá. Đuôi số điện thoại là 2376 này, có hai logo này. Là logo à, nó mình chuyển lại. Em làm được cái đạn đạo ấy. Nhưng mà em qua code ra giấy á. 59 lần. Và ừ, em phải code vào máy chứ. Em phải code máy đi thì thầy mình không nhớ sửa code được chứ. Máy tính em nó bị hỏng hay là em lấy code ra giấy. Sao có những người mình cảm ơn bạn nhá. Nhưng mà giờ mình mới nhìn thấy bình luận này. Từ từ nhá mọi người ơi. Bây giờ nó mới là đến cái phần hay đây này. Các bạn có muốn tặng quà nữa không? Tặng quà nữa được không? Bạn nào đã code trên máy rồi. Hôm nay là sale rất là lớn nên là anh em lại phải vào luôn. Ờ tí nữa thì mình sẽ có rất là nhiều những cái sản phẩm mà nó như nào nhỉ? Gần như là kiểu không đồng luôn ấy. Không đồng luôn anh em ạ. Bây giờ là vào luôn nhá. Mã của chúng ta ngày hôm nay, mã đầu tiên sẽ là gì nhỉ? Mã hôm nay sẽ là sale lớn 1 kèm số điện thoại. Mình vào mã đơn giản mà nhanh lắm. Nói chung là bác nào mà gọi là chuẩn bị là chịu khó là comment nhiệt tình lên nhá. Mình vào mã nó rất là nhanh thôi. Chưa được của đấy, của đi kiểu tốc độ cao luôn. Nên là anh em chuẩn bị nhá, vào con hàng một tiếng chưa được. Hàng mới luôn. Mã này thì mình chỉ nhận tất cả là 13 slot trên online thôi. Và còn lại thì mọi người đến cửa hàng trực tiếp cho mình luôn. Và các bạn có thể là rồi bây giờ bạn ạ, lúc nãy bạn nào đã viết được cái phần lúc nãy là bạn Huy đúng không? À Hưng đúng không? Bạn Hưng để xe tiếp đi, tôi sẽ hướng dẫn cái câu này tiếp. Sale lớn 1 kèm số thoại. Thì mã này thì mình chỉ nhận được 13 người thôi. Anh em nhớ. Từ từ các bạn đợi tí. Hưng có xong lớp không? Dạ đây ạ, em đây ạ. Cái thông báo đơn hàng, ôi mẹ chết rồi. Hàng này sao cháy, sao hết nhanh nhở? Rồi cái câu thêm. Câu thêm đâu? Câu thêm của cái bài vừa mình vừa chữa đâu? À, em vừa sửa cái phần của cái này chưa? Chị, em chưa sửa cái này. Không thì sửa cái của cái bên đây là được chuyên chuyển sang mà. Cái S của cái này đâu? Em vừa sửa thành công này, kiểu nay nó có lỗi ạ. Thế là em sửa mãi mới được. Ừ, nhưng mà sửa này không đúng code rồi. Không đúng. Nào em quay về cái kia là em sửa nhưng em không đúng theo cái yêu cầu là em quay về cái United kia. Cái câu này sửa cho đúng rồi. Câu này vừa sửa như nào cơ mà. Là code phức tạp. Đấy, tức là bạn làm như này là bạn đã, tức là bạn như này nhá. Nếu bạn làm như này là bạn sẽ không thể dùng trong trường hợp khác được. Bạn hiểu không? Các bạn chú ý tôi nhé. Cái bài thêm này là cái bài thêm này là khi cái phương thức thêm này là mình viết một lần thôi, nhưng mình được sử dụng cho rất nhiều các trường hợp khác. Đấy. Còn nếu em viết như này mà em chỉ dùng được cho cái bài này thôi mà em không thể dùng cho bài khác và em cũng không thể dùng cho các trường hợp khác được. Bạn hiểu không? Vâng. Ừ, thế cái code này tôi chữa như nào là tôi hướng dẫn. Không, chưa biết vào đây được.
bây giờ cái bài này phải chuẩn đã mới viết vào bài này được. Bài này chưa chuẩn chưa viết vào được. Rồi bây giờ là bài bài chuẩn là gì, là nó có mỗi chữ nào thôi. Ai sao lại voi được? Sao S. Đây là sao S. Thôi em copy cái đi. Rồi sau đó thì sao đây? Và N. Cái N này phải tham số này à. Cái tay N này phải tham trị này. Đúng không? Tham chiếu này. Sau đó con tham số gì nữa? K biết nhá. Rồi tham số K và tham số X. In K, in X. Rồi sau đó bạn copy xong này xuống. Copy cả cái dòng 74 xuống. Không, cái dòng này không có. Bỏ cái đấy đi. Có mỗi dòng 74 thôi. Rồi bây giờ bỏ dòng chú thích đi. Không, cái chú thích rồi. Bỏ cái dòng 80 này đi. Bỏ cái dòng 82 này đi. Chỉ rất là đơn giản thôi mà. Rồi, cái này trở thành N thôi. Tăng sau, tăng trước. Cái này bỏ đi. K thôi. Rồi K của Y thì bằng K trừ 1 rồi. Cái này là K thôi, không K cộng 1 nữa. Đấy, đi làm phức tạp đấy, K cộng 1 là cái gì? Đúng không? Vì các bạn tăng trước thì bạn làm thấy cái chương trình của bạn thấy nó có rối không? Rất là rối luôn. Rồi, nó có 4 dòng thôi nào. Cái này tăng N lên. Là... nào là K cộng 1, xong rồi ở đây là K cộng 1 nữa. Nó làm cái chỉ số rất là phức tạp lên. Và return này A. Rồi, cái đoạn code này là tôi vừa viết cho xong đây. Để lại lại nhá. Cái này tôi vừa viết ở trên cái gì đây? Tôi vừa viết ở trên cái phần... Phần gì? Cái phần bảng trắng đúng không? Đấy, và cái cách giải thích rất là rõ ràng rồi đúng không? Tức là không, đừng cộng cái gì vào đây, bởi vì bạn cộng về tí nữa bạn không sửa được đâu, bạn không sửa thành bài của bạn được đâu. Để nguyên với tôi như thế này thôi bạn sẽ sửa được. Tức là bạn nhớ được đây là bài toán gốc. Được chưa? Mà bạn chỉ dùng mỗi cái bài toán này thôi bạn sửa cho tất cả các bài còn lại. Đấy, bạn không tuân theo cái này ấy, là bạn chỉ số KLM bạn để lung tung là tí nữa bạn không sửa được. Được chưa? Đấy. Rồi như vậy là xong, xuống dưới kia. Đấy, xuống dưới này chương trình chính là bây giờ mới là nhập K. Đúng không? Bây giờ mới là nhập K, nhập X. Vì K, X ấy là tham số đúng không? Thì bây giờ mới nhập chứ nhập ở đây chứ sao nhập ở kia được. Nhập đâu cơ? Nhập ở đây, nhập ở đâu? Nhập chương trình chính chứ. Nó phải là tham số hình thức ở đây chứ. Tham số thực sự ở đây chứ. Thế vậy nó mình vẫn chưa, vẫn chưa hiểu tham số thực sự và tham số hình thức không? Tức là chưa hiểu rõ ấy, để mình vận dụng. Cái này tức là cũng hiểu nhưng mà mới hiểu được khoảng 70% thôi, khoảng 30% là chưa hiểu thực sự, cho nên khi vận dụng vào là khi tôi giảng là chưa hiểu ý tưởng của tôi. Được rồi, thế bây giờ mấy cái cán đấy phải là gì? A bằng chứ, đúng không? Phải là A bằng S của cái đấy, là phải là A bằng S của A phẩy N, vì nó là con trỏ mà. Đấy, sau đó là hiển thị thôi. Rồi đấy, em chạy đi, bạn chạy đi. Một hoặc hai cũng được. Không, một hai thêm vào chín nữa đúng không? Đúng rồi. Đấy. Thế bây giờ như thế này, bạn lại copy cái này và khi bạn sửa tôi thế là bạn xong. Nào, bây giờ đấy copy cái đoạn code này. Tôi để tôi hướng dẫn luôn cho cả lớp nhé. Là bạn để tôi nói lại cái phần này nào. Chuyển về đây cho tôi đi.
Như tôi nói này, các bạn lớp chú ý đây thôi này. Đây là bài toán gốc. Tôi hướng dẫn các bạn là gì đấy? Là chèn vào đâu cả lớp? Và lại một lần nữa là chèn vào đâu? Chèn vào đâu cả lớp? Cả lớp, chèn vào đâu? Cái câu này chèn vào đâu đây? Đúng rồi, chèn vào vị trí K. Được chưa? Cho nên cái câu hỏi là gì đây? Chèn vào vị trí trước K. Đấy, thì bạn thay đổi cái gì chỗ này thôi. Các bạn hiểu ý tôi nói không? Đấy. Bạn chỉ thay đổi cái chỗ này đi và cái chỗ này thôi là xong này. Đấy. Chèn vào sau K thì bạn cũng chỉ thay đổi cái chỗ này và cái chỗ này thôi là xong. Còn cái kia giữ nguyên. Đấy. Đấy là cái mà các bạn phải hiểu để các bạn thay vào được. Đấy. Hay chèn vào gì đấy? Chèn vào đầu. Chèn vào đầu thì chất K thì đấy là gì? Chèn vào gì đấy? Cuối thì chất K thì đấy là gì? Đấy. Các bạn có biết thay vào gì không? Nếu bây giờ chèn vào trước K thì bạn phải như thế nào? Bạn sửa cái này như thế nào? Chạy vào trước K thì như thế nào? Trước K đúng không? Ừ. K trừ 1 Y bằng K. Không sửa cái đấy các bạn. Y vẫn là phải bằng L chứ. Tao bảo là, các bạn nhớ tôi này. Mình không thay đổi cái gì hết. Bạn nhớ cho bạn chỉ thay đổi mỗi tôi cái chỗ này và chỗ này thôi. Cho tất cả các bài còn lại. Được chưa? Đấy. Còn bạn mà đặt như bạn trên kia kìa. Nút K, nút cộng 1, nút trừ 1 là bạn loạn hết ngay. Tí nữa bạn không thể vận dụng bài tiếp theo được. Có nghĩa là gì? Bạn nhớ tôi này. Lập trình là mình xây dựng ra một phương thức thì mình phải kế thừa được phương thức đó. Được chưa? Mình không kế thừa phương thức đó, tức là không dùng được cái phương thức này cho các trường hợp khác, có nghĩa là mình chưa thành công và mình chưa phải là người lập trình. Được chưa? Mà mình mới đang gọi là người viết cốt thôi. Các bạn chú ý tôi, mình phải trở thành người lập trình đúng không? Cho nên mình phải sử dụng được kế thừa, bởi vì sao quan trọng nhất đó là gì? Nên là thời gian hoàn thành dự án. Mình không kế thừa được tức là mình thất bại. Được chưa? Cho nên mình phải, tôi hướng dẫn các bạn là cốt thế nào biết bạn phải kế thừa được chưa, cho tất cả các trường hợp còn lại đấy. Bạn sửa đi, sửa thành gì thôi cả lớp. Đúng chưa cả lớp? Đấy là trước, còn gì đấy? Sau thì là gì đấy? Là cộng. Ok chưa? Có thấy dễ không? Cái gì mai người ta cho câu hỏi gì chả trả lời được mà nhớ là cả cái bài này nhớ rồi. Bây giờ mỗi sửa mỗi nhớ mỗi là như vậy là lớn hơn K thì vị trí K thì là lớn hơn K AK, được chưa? Mà trước K thì là trừ đi 1, thế thôi là xong. Bài nào cũng làm vậy. Còn nếu như bạn mà làm trên kia, bạn kéo cho tôi đi, bạn kéo lên trên đấy, bạn tư duy như này có nghĩa là gì đây? Bạn chả hiểu cái K1+1 là gì. Bây giờ tức là ở cái chỗ này là cốt vẫn chạy vì là bạn bắt đầu là bạn tăng K lên trước cho nên nó vẫn chạy bình thường, đúng không? Nhưng bạn đây bạn đã thấy là gì? Chèn vào K mà lại K+1. Sau tí nữa lại chèn vào trước K thì cái K là gì? Đúng không? Bạn lại phải biến thiên nó đi thực sự. Mình tự nhiên mình làm khó cho mình. Bạn hiểu ý tôi nói không? Để bạn kéo dưới đi. Đấy. Và từ giờ trở đi, các bạn chú ý cho tôi là sẽ tư duy cho tôi như thế. Được chưa? Đừng ai tư duy. Mình học lập trình thì mình phải tư duy theo một cái mạch của người lập trình, chứ mình đừng tư duy theo kiểu không phải là người lập trình. Tư duy là tư duy kiểu là của năm thứ nhất, nhưng còn chúng ta đã sang năm thứ hai rồi. Được chưa? Chúng ta phải tư duy khác. Được chưa? Đây là tư duy của kỳ đầu, còn bây giờ đã kỳ thứ hai rồi, năm thứ hai rồi, cho nên không tư duy theo kiểu như này được nữa. Được chưa? Đấy, bây giờ bết cái bài này sang bên kia sửa rất easy. Nào, copy sang. Rồi, bếp vào đây. Bây giờ sửa cái gì? Xăm. Như lúc nãy thôi. Đấy, sao bây giờ ngồi mới thấy rồi. Ôi, không biết phải làm thế nào. Bài kia thì là nó lại có mỗi cái K thôi. Bây giờ cái bài nó có thuộc tính. Thì mình làm thế nào? Chả làm gì cả. Làm mỗi vậy thôi. Sửa thôi. Biết sửa là được. Chưa xong. Chưa sửa được. Kéo lên trên. Còn sửa cái gì nữa cả lớp? Còn sửa cái gì nữa là quan trọng đây nào? Là 46 nè. 46. 6 phải sửa à? Rồi sửa cái gì nữa cả lớp? Cái chỗ dòng 7 là K trừ 1 cộng với K trừ 1. Không, cái này để nguyên đi. Coi như đây là vẫn là vị trí K đi nhá. Còn cái kia bạn tự trừ đi sau, các thứ đi sau. Được chưa? Vẫn giữ nguyên là chèn vào vị trí K đi. Còn sửa cái gì nữa nào? Có cái gì quan trọng đây nữa cả lớp? Nào, ai phát hiện được là tôi trong hai dấu cộng luôn. Phải sửa cái gì mới là cái quan trọng nữa này. Không sửa cái gì đâu, không sửa cái đấy bằng giữ nguyên nhưng mà. Đừng sửa cái gì. Không. Dòng 47. Dòng 47 đúng rồi, sửa cái 47 thành gì? Là sinh viên K được ạ.
là sinh viên K. Vâng, cái không thay đổi cái gì, vẫn cái này vẫn giữ nguyên. Tất cả giữ nguyên, không thay đổi cái gì cả. Cái x cái bây giờ phải là gì? Thay đổi cái x cái này. Cái này vẫn vậy. Thay đổi gì? X bây giờ phải là gì cả lớp? X bây giờ phải là gì? X chứ 1. Không. Là các dữ liệu cần nhập vào. X là gì nào? Hỏi cả lớp x bây giờ là gì nào? Là cái mình nhập vào ạ. Không phải, x, là cái nhập vào nhưng mà x bây giờ là gì? Vị trí. Là sinh viên. Đúng rồi, x là sinh viên. Thì in x thì không phải là sinh viên x. Chỗ này phải trở thành sinh viên. Đây vẫn là x, không thay đổi gì cả, đúng không? Còn bạn muốn sửa đi thì bạn phải sửa cái x này, bạn cho là sv đi. Chẳng hạn như vậy, được chưa? Đấy, kia là phần tử x, còn bây giờ là một sinh viên. Như vậy cái n là một mảng, đúng không? Còn cái sinh viên là một sinh viên. Như vậy sửa là sửa cái sinh viên này, còn cái kia giữ nguyên, không thay đổi gì cả. Đấy là bài toán về gì đấy thêm đây. Đấy là cái mà bạn kế thừa từ cái bài trước vào đây. Bạn thay đổi cái gì đâu, có thay đổi gì đâu. Thay đổi mỗi cái tên. Cái in thành gì? In thành gì? Thành gì cả lớp? Thành sinh viên thôi. Còn thực chất nhá, chẳng qua là mình đặt tên lại để cho nó gì thôi. Cho nhìn cho chương trình nó đúng theo cái mong muốn của mình. Còn thực chất các bạn để đây là gì đấy? Đây là, như lúc nãy cũng được, bạn để A cũng được, đây bạn để là X cũng được. Đúng chưa? Mà bạn chỉ cần thay đổi tôi mỗi 3 chỗ thôi là gì đấy? Sinh viên là bạn xong. Có hiểu không? Còn bạn giữ nguyên A cũng chẳng sao. Đúng cả lớp. X cũng chẳng sao. Vì đây nó là truyền thăm gì đấy? Thăm chiếu mà. Ok chưa? Đấy. Còn những cái này bạn giữ nguyên mà có thay đổi gì đâu. Như vậy cả cái bài này B xuống cái... Cả cái bài hôm qua đây B xuống đây thay đổi mỗi chỗ này thực chất là như vậy. Đúng không? Còn cái này mình thay đổi chẳng qua là thay tên thôi. Thế mà ba cái chỗ này mới là cái quan trọng để thay này. Được chưa? Còn cái chỗ này là gì đấy? Mình thay lại cái tên để cho nó đúng với cái bài của mình thôi. Còn nếu bạn giữ nguyên nó cũng chẳng sao cả. Vẫn chương trình chẳng. Các lớp hiểu ý tôi nói không? Rồi. Đấy là cách để các bạn phát triển code. Và bạn thấy rằng là nó sẽ rất là easy. Còn nếu như mình mà không, sau đó tôi thấy bạn cứ thêm cái vào đấy làm gì? Cái thêm vào đây là các bạn đi copy lại ở đâu vào? Bạn lấy cái thằng ở bên đâu gì đấy, bên danh sách liên kết bạn đưa vào đây. Đâu phải vậy, mình hiểu đâu mình đưa vào đấy. Tự nhiên thêm cái vào đây là được chưa? Vì nó đã thay đổi thông qua cái gì rồi? Thông qua cái N rồi mà. Đúng không? Thì cần gì nữa? Đấy thì là mình truyền cái gì, mình phải gì đấy, mình phải hiểu là truyền thăm biến thì thăm trị là cái gì để mình vận dụng. Đấy, xuống dưới kia sửa cái phần main nữa là mình xong. Nào. Cái main là gì? B thằng này bên sang ở đây sang. Nào xóa đi. Thôi vậy cũng được. Được chưa? B luôn sửa đây sang đi rồi mình sửa. Đây. Ra cái thằng này đi. Đâu copy từ đoạn nào đấy? Đúng rồi, copy từ đoạn đấy. À, phải copy từ cái dòng 48 ấy, đúng này, đúng không? Bếp ở đấy. Được chưa? Rồi bây giờ bạn nhập, bạn phải thêm, bạn khai báo là biến K đúng không? Đấy, xóa cái dòng mới đi đúng rồi. Thì bây giờ không, bây giờ phải nhập K, phải khai báo biến K đi ạ. Đấy, tức là nhập X thì bây giờ mình phải nhập từng phần tử một đúng không? Đấy, bây giờ sửa cái gì là xong thôi. Cái A này sửa đi này, cái X sửa đi. X này sửa đi. X là sinh viên đúng rồi. Rồi bây giờ phải thêm biến K và thêm biến sinh viên. Thêm biến K, biến sinh viên trước đi nào, biến K đâu? Biến nếu mà chạy này chương trình nó chưa chạy được đấy. Thế biến K vào Enter vào đi, K chưa có mà. Được rồi, như vậy nhập xong K là bây giờ còn sửa chỗ nào nữa là mới được nào. Đúng rồi đấy, vậy là biết sửa đúng rồi. Tức là đây bây giờ là một sinh viên cho nên nó thì đấy, nó sẽ phải thay bằng là SV sinh viên. Đúng không? Còn cái kia là N sinh viên. Đấy như vậy là một, mình phải nhập thông tin cho cái sinh viên này. Đấy còn truyền vào là truyền sinh viên.
Các bạn nhớ tôi cái cách làm này nhé, và đấy là cái cách làm rất là tư duy. Bạn hiểu cái bài này để bạn còn làm sao cái bài về gì đấy, về phần danh sách liên kết ấy. Được chưa? Còn nếu bạn mà không hiểu phần này là bạn sẽ không điểm biết được danh sách liên kết đâu. Lúc đấy nó rất là rối, vì nó có liên quan đến gì đây, liên quan đến trỏ trước trỏ sau nữa. Mà bạn không hiểu cái phần này thì bạn sẽ không thể biết được. Rồi xong rồi đấy, bạn chạy đi. Đưa vào là thêm cái A này phải sửa đi nè. Rồi đưa, đừng đưa là mảng nữa mà danh sách sau khi thêm là. Thì nó có dễ không? Rất là easy. Mình thay nhập X vào, mình nhập vào sinh viên đúng không? Mà nhập sinh viên thì mình đã viết được rồi đúng không? Mình đã viết ở cái phần mảng nhập vào rồi đúng không? Thì bây giờ mình nhập bình thường thôi đúng không? Đấy. Nắm vào xem cái ca, xem cái lại cái hàm đâu sẽ là display, display gọi lại sinh viên, display đang display sinh viên, tăng n đến chưa, cái s tăng n đến chưa, cái đấy phần không có gì nó gọi đến thôi. Rồi kéo lại xem là còn cái chỗ nào mình chưa sửa không. Sinh viên này, xin sinh viên này, xin sinh viên này. Rồi. Rồi, tôi nhìn code lại cho nào. Ca này, sinh viên này. Bài lớp nhập ca nhập sinh viên LSV sinh viên. Đó, kéo lên phương thức nhập và tôi nhìn lại xem nào. Cái phương thức nhập kìa. Cái phương thức nhập đâu? Không, phương thức, à phương thức thêm ấy. Cái nhập thì đúng rồi, cái thêm thôi. Đã return chưa? Đã return rồi đúng không? Sinh viên LSV in N đúng rồi nè. In K rồi, sinh viên đúng rồi nè. Y từ 1 đến K cái kia làm sinh viên thứ Y thì bằng sinh viên thứ Y trừ 1. Sau đó sinh viên thứ K thì bằng sinh viên. Ok. Nó thuật toán đúng rồi. Rồi kéo dưới này. Rồi thôi bây giờ bạn, rồi như vậy tôi hướng dẫn như vậy nhá. Rồi về nhà các bạn sẽ tìm nữa. Sau bây giờ bạn Hưng chuyển vào cái bài này vào trong trong Zalo cho cả lớp nhá. Thế sau đó thì các bạn sẽ về nhà tự tìm lỗi. Được chưa? Và tôi sẽ tìm, tôi bạn gửi về cho tôi đi. Thì tôi sẽ tìm lỗi cho nữa. Đấy, còn tư duy là như vậy, không thay đổi gì, để xem lại xem là còn hướng chỗ nào, chỗ nào nó không báo lỗi, chỉ là sai cái nó không đưa ra được thôi đúng không? Để xem, tôi sẽ kiểm tra xem nó lỗi ở đâu. Không đưa được. Được rồi nhé, thì hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây được chưa cả lớp. Tuần sau thì các bạn sẽ ôn tập cho tôi, được chưa? Và thứ năm thì thứ ba, thứ tư thì chúng ta sẽ ôn tập và chúng ta sẽ học thêm một phần lý thuyết nữa, được chưa? Và làm thêm một số bài tập. Và ngày thứ sáu bằng tuần sau bằng giờ thì chúng ta sẽ làm bài kiểm tra số 1 cho tôi, được chưa? Nội dung thì bắt đầu từ phần này trở về trước thì các bạn phải ôn. Và nội dung thì ở lớp mình thì tôi thấy rằng đã chia làm hai thái cực rồi đấy, được chưa? Một thái cực là các bạn rất nhiều dấu cộng, các bạn đã rất là chịu khó trong cái việc là tương tác với tôi và làm bài tập đấy. Còn một cái thái cực nữa là gì đây, là các bạn rất ít tham gia đấy, và tôi gọi đến nhưng các bạn cũng không có sự tương tác với tôi đấy. Thì các bạn cố gắng là gì đây, sẽ phải cải thiện tình hình ôn thi làm sao đó để bài kiểm tra thứ nhất là chúng ta ngày thứ sáu chúng ta làm bài tốt. Nhưng còn nếu các bạn không ôn thì chắc chắn là rất là khó có thể các bạn làm bài được. Nếu như các bạn thấy đằng code rất là khó như vậy, được chưa? Nhưng mà thực sự là tôi cũng đã cố gắng bằng cái cách mà để cho các bạn thấy rằng bạn học ít nhất có thể rồi,
Đấy, còn các bạn mà không theo nữa thì tôi cũng không còn biết cách nào để gì đấy, để hướng dẫn các bạn để các bạn có thể code được, được chưa? Đấy, còn nếu các bạn không theo phương pháp của tôi mà bạn code theo cái phương pháp của các bạn ấy thì chắc là mình không nên đi học, được chưa? Mình đã học lại rồi thì mình, bởi vì code có rất nhiều, mỗi người có một cách code, nhưng đã đi học thì mình cũng nên theo tuân theo những cái gì mà thầy cô hướng dẫn, được chưa? Đấy, thế nhưng mà tôi thấy một số bạn là không hề tuân theo, được chưa? Cho dẫn đến cái việc là mình sẽ tiếp cận đến, mình sẽ thấy các bài rất là khó và nó rất là nhiều thứ mà mình có thể không hiểu hết được nha, thì nên tuân theo. Thấy rằng đấy tôi mà tôi sửa code cho các bạn từ một cái bài đã có rồi, sửa thành bài mình cần, và đến hôm sau mình vẫn trên cái bài này bạn sửa được cái bài về danh sách liên kết nữa là các bạn thành công môn học này, được chưa nha? Thì về nhà các bạn sẽ sửa lại cho tôi những cái bài, tất cả các bài có 3 phần, đó là phần danh sách liên phần mảng tĩnh này. Các bạn sửa từ mảng tĩnh, các bạn sửa thành mảng động này. Từ mảng động các bạn sửa thành gì đấy? Tức là hàm sửa thành gì đấy? Sửa thành trong cái bài này đấy là gì đấy? Là danh sách, là gì đấy? Là con trỏ. Được chưa? Là con trỏ mà có cấu trúc. Được chưa? Đấy. Ba cái dạng bài đấy là nó đi cùng mảng. Được chưa? Và nó có thể sửa và kế thừa với nhau được. Nhá, thì về nhà các bạn sẽ làm lại tất cả các bài tôi và theo cái hướng đó. Để chúng ta có một cái nhìn về việc sửa cốt, được chưa? Đấy, hiểu ý tôi nói không? Có ạ. Đấy, về nhà các bạn sẽ ôn cho tôi theo cái hướng như vậy, thì các bạn sẽ ôn rất là ít mà các bạn lại làm được nhiều. Ôn ít nhưng làm được nhiều. Đấy, nhưng mà mỗi một cái bài này bạn lại làm một kiểu thì cũng là khi bạn ôn thành 10 bài, bạn ôn thành 10 bài, nhưng thực chất bạn ôn thành có một bài thôi các bạn. Cái bài kia bạn ôn lại, bạn chỉ thêm một số thứ thôi, bạn làm được hết. Được chưa? Đấy, thì đấy là cách ôn thi như vậy. Đấy là rồi. Thì hôm nay ta nghỉ ở đây được chưa? Phần sau thì sẽ thứ ba sẽ học thêm một phần, thứ tư sẽ học thêm phần nữa và sẽ ôn tập, và thứ sáu sẽ kiểm tra. Được chưa? Rồi thôi nữa mình nghỉ nhé. Xin chào thầy. Xin chào thầy. Xin chào cả lớp.